They call me Igor. Igor the Butcher. I only have one purpose here. That is to rule the city and create chaos. My first day at the city, I didn't have much to do because my boss wasn't here. So I don't have the access to my car and the house that my boss left me to take care of. Guess I have to wait a few days for him to get back to the city. Anh bạn ơi! Anh bạn đi đâu đây? Em đi làm gỗ nè. Đi làm gỗ anh à? Đi không? Trời ơi, anh nặng vậy? Anh mới tới thành phố à? Vâng. Tôi cũng mới tới nè. Sao nhìn anh bảnh như vậy? Thì tôi tới từ thành phố khác quá. Anh dưới quê lên à? Vâng. Em dưới quê lên. Anh tên gì đó? Em tên là Nguyễn Hoàng Tu. Nguyễn Hoàng Tú hả? Vâng, vâng. À, tôi là Igor. Anh còn cứ gọi đơn giản là Igor là được. Anh bạn chưa có làm bạn với ai trong thành phố này à? Vâng, em chưa làm bạn ai cả. À, mục tiêu của anh ở trong cái thành phố này là cái gì? Làm giàu anh ạ. À, làm giàu à? Làm giàu bằng một mọi cách hả? À, anh chở tôi qua kia thử coi, bên kia hình như dịch vụ vận tải taxi kìa. Dạ, ok anh. Có gì hay bên đó không? Mấy anh ơi! Chuyện gì? Mấy anh ở đây lái taxi vậy? Không, đang tìm xe của em à. Anh trai đi đâu vậy? Đi sửa xe. À, sửa xe. Dạ. Anh, tôi mới tới thành phố. Đấy. Thôi. Anh có thể chở tôi đi xung quanh được không? Ở đó thành phố hả? Ừ. Tên gì đó? Igor. Igor à? Ừ. Anh tên gì đấy? Tao tên Long Dragon. À, Long Dragon à? Đúng rồi. Anh làm nghề gì trong thành phố này đấy? Anh, tôi đi làm nghề bẩn à? À, nghề bẩn. Ủa, bạn luôn đúng không? À, anh bạn này đi chung với tôi, thầy mới tôi mới nói chuyện một xíu mà, có gì đó. Hai đứa cho số điện thoại ơi. À. Có gì anh giúp đỡ cho. À, giúp đỡ hả? À. Đấy, tôi đưa số của tôi rồi đấy. Ok, anh gọi nha. À, rồi ok. Anh cho tôi lại số của anh đi chứ. Anh đi Igor ơi, em cho em xin số anh chứ. Xin số tôi á? Sau này anh gặp tôi à?
cho số lại ơi, bị gót rồi. Cô em này đi chung luôn không? Chở đi chơi. À để em cất chiếc xe cái anh ơi. Trời, xe có 400 ngàn tiết gì. Nó làm gì bẩn anh làm nghề bẩn là anh làm cái gì đó nhỉ? Tôi làm mấy cái việc ngầm đó. À. Đúng rồi, cũng ở đây đang không có tiện nói ra. Nếu muốn tìm hiểu thì đợi vài bữa nó đi, có mấy thằng em tôi lên nó hướng dẫn cho. À, tôi không cần phải hướng dẫn. Tôi thì thật ra không phải là dưới quê lên, tôi từ thành phố khác qua. Cũng là tôi cũng gọi là anh em với một người trong thành phố này. Tôi qua để tôi làm việc cùng và hỗ trợ anh em khác. À em chào anh nha, em đi nha. Ok. Giờ anh muốn đi đâu? Giờ anh tính đi đâu? Anh cứ đi xung quanh. Rồi vừa đi, okay, đi vừa nói chuyện cũng được. Đợi tôi xuống sửa xe cái. Thành phố khác thì tôi đã có một cái tổ chức riêng của mình. Khi mà qua đây thì tôi cũng chỉ hiện tại đang làm việc một mình thôi. Tầm 2-3 ngày nữa cái người bạn của tôi á về lại thành phố này thì lúc đó tôi mới bắt đầu tôi làm việc được. Thì có gì anh cần một số đồ gì đó thì anh có thể gọi cho tôi. Đó, cái thành phố này cũng cuộc sống nó cũng dễ chịu thôi, nhưng mà có một số người cũng không dễ chịu đâu, nên anh cứ cẩn thận ha. À. Mấy cái đó thì anh không cần phải lo, tôi tự biết giải quyết vấn đề riêng của mình. Quan trọng là có muốn hay không thôi. Chưa biết là kế hoạch là sẽ như thế nào, nhưng mà tầm tôi nghĩ là tầm 2 hôm nữa thì tôi nghĩ sẽ có cái để mà tôi trao đổi với anh, hoặc là có thể gọi là bàn với anh về những việc đó hơn. Đợi xíu. Anh có thể kể cho tôi về những việc ngầm anh đang hoạt động, những cái việc ngầm ở trong thành phố này đang hoạt động nha. Anh có biết tới không? Việc ngầm hả? Việc ngầm thì có một số người cũng đi hay đi cướp thôi, còn với lại thì bên tôi cũng đang cũng đi chế tạo mấy món đồ chơi nguy hiểm đó mà. À. Hiểu. Nếu anh cần cái gì đó thì alo cho tôi, giúp đỡ cho. Quá đi anh trai ơi. Như này thì anh muốn hỏi gì? Anh nói là anh có hàng bán hàng những món hàng nguy hiểm đúng không? Hàng nóng rồi đồ không? Đúng rồi. Đúng rồi. À. Thì hiện tại giờ chắc là tôi không mang theo gì cả, thì chắc là tôi cũng sẽ cần mua của anh một vài món hàng, mà nhưng mà tầm 2-3 hôm nữa tôi mới trả tiền cho anh được. Anh nghĩ sao, anh có bán được không? Anh bán là bao nhiêu? Bán một cái này tôi phải rồi. Đợi mấy anh em tôi vô, tôi mới có hàng mà đưa cho anh được lắm. À, đợi mấy... Chứ giờ tôi, với lại tôi đang bị một số vấn đề nên không có cầm okay, rồi thôi. Món hàng đó con trên người. Con xe sửa sao đấy? Ơi! Con xe sửa như nào? Con xe sửa full hay như nào? Sửa full đi. Full hết luôn á, full trong ngoài thất luôn á. À, đang bị vấn đề riêng hả? Okay. Đang có số vấn đề riêng nữa. Không có cầm bất cứ gì trong người hết. À. Ghê. Nếu anh còn thì để 1-2 hôm nữa
tôi sẽ chờ mấy anh em nó đưa cho anh, không có thiện chí mua. Tầm 2 hôm nữa tôi nghĩ là tôi có đồ của tôi rồi. Nhưng mà cũng không sao. À. Thật ra thì nói thật với anh nha, tôi cũng làm những cái công việc như là buôn bán vũ khí cái thứ đấy, hàng nóng đấy. Có thể sau này anh em mình có thể làm việc chung với nhau được đấy. à. Nhưng mà hiện tại giờ thì tôi chưa, hiện tại giờ tôi có rất là nhiều kế hoạch ở trong cái thành phố này. Giờ tôi đang muốn tìm hiểu xem mà xung quanh thành phố này hoạt động như thế nào, mọi người làm việc như thế nào đó, và sau đó tôi mới tính toán tới. Chắc là tầm 2 ngày nữa tôi sẽ thông báo lại cho anh về mấy công việc của tôi. Thú thật với anh thì tụi tôi cũng muốn đi làm bán này kia lắm, nhưng một số vấn đề thì một số lô hàng đã bị tồn kho nên không có cách nào mà lấy ra được. Người dân ở trong thành phố này im lặng thế nhỉ? Anh nói sao cơ? Tồn kho gì cơ? Thì tụi tôi cũng có một số dài lát ấy đó, nhưng mà bị một số vấn đề bị tồn kho nên là hiện tại không lấy lên được. Chắc món hàng đó cũng đặc biệt đó, nhưng mà bị một người đang nắm giữ nhưng mà không biết tại sao bị tồn kho rồi. Nhưng mà tụi tôi đang tìm cách hỏi chính quyền coi có cách nào lấy món hàng tồn kho đó được không. Hỏi chính quyền. Tại tại cái hàng tồn kho đó thuộc sở hữu của chính quyền, thuộc nằm trong sự giám sát của chính quyền á. Tôi nghĩ là việc này tôi vẫn cũng có thể hỏi được đấy. Hỏi được người quen của tôi. Tại người quen của tôi hình như là hiện tại cũng làm trong chính quyền, nhà nước cái thứ. Thì có gì để tôi hỏi cho. Thì cái hàng tồn kho đó là đang ở trong chung cư, nhưng mà tôi không có chìa khóa để mà vô lấy món hàng tồn kho đó được, nên là tạm thời thì tôi Sao là tạm gác lại đó anh được. bị mất chìa khóa của cái chung cư đó hả? Đúng rồi, chìa khóa nhưng mà không phải chìa khóa của tôi, là chìa khóa của một người bạn, Giờ anh ấy đâu rồi? người bạn của tôi đang nắm giữ số hàng tồn kho đó. Thế bạn của anh đâu? Xong kêu bạn anh về lấy. Từ từ, lấy xe đi kìa. Bao nhiêu ơi, nó chạy từng mặt nha chứ hết đâu chịu ạ. Đây ạ. Thì ấy rồi, không thanh toán hóa đơn rồi trừ tiền, nhưng mà hóa đơn nó vẫn còn á. Nãy anh kể tới câu chuyện nào rồi? Câu chuyện là bạn anh như thế nào? Bạn anh đâu? Bạn tôi hả? Bạn cùng sinh ra tử với tôi đó. Nó đi rồi. Giờ mình một mình tôi ở đây thôi. Đi đâu mà? Nó đi xa rồi. Anh hiểu từ đi xa không? Tôi với bạn của tôi á, một thời náo loạn thành phố hết. Anh lấy tên gì vậy? Bạn của tôi á, máu mặt lắm, tên là Quang Điếc. Quang Điếc à? Ý là ảnh làm cái gì trong cái thành phố này? Anh với ảnh làm cái gì trong thành phố này? Đó là một câu chuyện dài. Mình có thời gian mà anh cứ kể đi. Đéo Tôi giờ. với bạn của anh
để cướp đi mạng sống của nhiều người. Anh đâu phải bạn của tôi đâu. Ồ, bạn của tôi, bạn của tôi. Tôi nói nhầm, tôi nói liệu. Cướp đi mạng sống của nhiều người á. Đúng rồi. Ghê vậy. Nên hai đứa tôi phải sống một cuộc sống khốn khổ. Rồi một ngày nào đó thì bạn tôi đã bỏ tôi đi xe. Để mình tôi ở lại. Thì đó, giết quá nhiều người. Thì tụi tôi bị để mắt tới, bị công an để mắt tới. Và một số người cũng để mắt tới tụi tôi. Thì tụi tôi bị một số người tham gia truy sát. Đặc biệt là bạn tôi, vì bạn tôi là một người rất là máu mặt, nên là bạn tôi là được ưu tiên là giết trước. Trong một lần đi truy sát nhóm người mà đang truy sát tụi tôi á, thì không may tôi và bạn tôi dí theo cái thằng đó, thì bị cảnh sát úp sọt. Thì bạn tôi lúc đó bạn tôi cũng máu lắm, nhưng mà không biết tại sao đi dí theo vô thằng đó trong phòng rồi thì cảnh sát úp sọt. Thì cảnh sát úp sọt đưa hai tay chơi. Đúng rồi, bị úp sọt thì cảnh sát tôi và bạn tôi bị giam. Thì không biết sao, thì sau một hồi điều tra thì cảnh sát kết luận xong rồi đưa bạn tôi đi đâu đó thì tôi không biết nữa. Nhưng từ lúc đó tới giờ thì tôi không gặp bạn tôi. Khi tôi được thả thì tôi hỏi tại được thả thì tôi có lên đồn cảnh sát, thì họ bảo là bạn tôi đã đi xe rồi. Thì họ đưa cho tôi một hũ tro cốt. Tôi đem về. Trong lòng của tôi đau lắm anh bạn biết không. Người bạn của tôi cùng sinh ra tử vậy mà bạn của tôi bỏ tôi đi trước rồi. Nay tôi dẫn bạn tới đây viếng thăm mộ của bạn tôi. Đây. Làm công việc, làm việc ở một cái thế giới ngầm này thì chị chết là chuyện quá bình thường thôi. Tôi hiểu mà. Nhưng mà tôi chỉ không hiểu tại sao mà cả hai bên anh truy sát nhau mà lại có công an tham gia nữa. Cái đó thì đó. Thằng bạn tôi đang ngã xuống rồi nằm ở đây. Tôi đau lòng quá, biết không? Ai, thôi, chuyện qua rồi anh à. Thì bạn của anh chết nhưng anh vẫn còn sống mà, đúng không? Thì anh phải sống cho gọi là cuộc sống của người ta nữa. Anh phải cố gắng lên, hiểu không? Anh phải cố gắng anh sống cho tốt. Mà anh cảm ơn anh bạn của anh nữa. Đáng lẽ ra tôi là người đáng được phải chết đó, chứ không phải là bạn tôi đâu. Này tôi phải nổi căm thù này, tôi phải trả mới được. Không trả thì bạn tôi ở trên kia đó nó đau lòng lắm. Ở trên kia nó không thể nhắm mắt xuôi tay được. Mấy cái này thì là chuyện riêng của anh thì. Đúng rồi. Tôi nghĩ bây là tôi, anh nên xử lý, nhưng mà anh phải xử lý là một cách cẩn thận vào. Còn tôi thì tôi sẽ không giúp được gì về những vấn đề này của anh đâu. Tại vì này là không sao, vấn đề không riêng của anh. Tôi chỉ kể cho anh nghe về cuộc sống của tôi thôi, chứ mấy chuyện cá nhân của tôi thì tôi có thể giải quyết được. Nếu mà giúp đỡ được anh cái gì thì sắp tới thì tôi sẽ có giống như nếu mà anh thiếu
thiếu một số món đồ gì đó thì tôi có thể gọi là giúp đỡ cho anh được, với giá cả cũng không có đắt mấy đâu. Vì tôi nghe câu chuyện của anh thì tôi cũng cảm thấy anh là một người khá là thích tâm, tôi cũng khá là thích cái câu chuyện sau khi anh tâm sự của nên là anh cần giúp gì về những món đồ sau này á thì anh cứ nói tôi. Ok, anh có vẻ hơi lớn đó giờ. Lớn gì đó, thầy ở thành phố này thì tôi nghĩ tôi không phải lớn gì đâu, cái này thì phải từ từ. Tôi cũng sẽ có kế hoạch của tôi ở đây thôi. Mong là lúc đó tôi cũng có thể gọi là nhờ giúp anh một số chuyện. Ok, thế thì để hai bên sau mấy anh em của tôi lên, tôi sẽ lên kế hoạch trả thù một số thằng đó. Không thì không có biết thì anh có giúp tôi một nhân lực để đi xử lý mấy cái thằng đó không? À, nhân lực đó hả? Đúng rồi, nếu nhân anh lực hiếu thì chiến như vậy thì tụi tôi chắc có lẽ là cần đến anh. À, nhân lực thì không có đâu anh ạ. À. Tôi chỉ có vũ lực thôi. Nghĩa là những món đồ anh cầm thôi. À. Mấy món đồ đó thì tụi tôi cũng có, nhưng mà sao? Cần đến anh, nhưng mà cần tôi chắc cần đến anh hơn đó. Cần đến tôi hơn á. Đúng rồi, tôi thấy con người anh cũng khá là thú vị đó. À, cái này anh để cho tôi vài hôm nữa, một hai hôm nữa là tôi nhận được đồ đã. Sau đó là tôi có thể gọi là có thể thôi, tôi sẽ giúp được anh. Đã tìm hiểu okay. Coi câu chuyện của anh tới sâu sâu đến mức nào đó. Nếu anh giúp tôi thì tôi sẽ trả thù lao một ít cho anh, để anh trang trải cuộc sống ở thành phố này. Một ít thôi à? À, nếu anh muốn nhiều thì cũng có nhiều đó. Tất nhiên là anh phải chia đôi. Và chia đôi là được, đối với tôi chia đôi là được. Còn lại okay. Thì 50, thêm 50 vài đi. Thứ nữa thì tôi cần, sau này tôi cần thì tôi sẽ nói sau. Còn cái việc mà cái băng nhóm mà anh đang phải đụng độ tới, những người anh phải đụng độ tới bên đó như thế nào? Cũng một số người thôi chứ không phải là một băng đâu. Một số người à? Đúng rồi, một số người. Thì một số người đó hồi trước cũng đi xét hai tụi tôi. Thì bây giờ tôi còn sự hỗ trợ thì tôi có kể một số tên cho anh nghe ha. À, anh kể cái tên cho tôi nghe thử nè. Thứ nhất, Phùng Kho Học. À. Thứ hai, Bơ Mu. Thứ ba, Dông Ti. Thứ bốn, Trần Phin. À. Đó là bốn cái tên tụi tôi đặc biệt ưu tiên, đang lên hiện tại là đang lên kế hoạch để xử lý từng người một. À, nếu mà anh lên kế hoạch thì tôi nghĩ là anh nên lên một cách bí mật á, chứ anh nói ra hay là cái thứ gì nhiều lúc cái lời nói của mình nó sẽ truyền ra tai người khác nhiều á. Là... anh nói hả? Tôi thì tất nhiên là tôi không nói rồi. Rồi tôi tin tưởng anh, tôi mới kể kế hoạch của tôi cho anh. À. Thì chừng nào ra tay thì tôi chưa biết. Lúc đó thì tụi tôi sẽ thông báo đến anh. Ok. Em thì anh có giúp đỡ hay không thì tùy anh. Tôi có thể giúp đỡ nhiều hướng mà. Nói rồi, hiện tại vào thành phố này thì tôi sẽ giúp đỡ
sẽ ban đầu sẽ chỉ giúp đỡ theo kiểu truyền tay thôi. Truyền tay là anh cần thứ gì thì tôi sẽ đưa thứ đó cho anh. Nhưng mà đừng có hỏi là những thứ gọi là cao sang quá là được. Việc của anh là không, xử lý. Vì tôi không có chơi gì cao sang đâu. Tại vì như tôi nói rồi, những việc riêng của anh là việc riêng của anh. Còn tôi cũng sẽ có việc riêng của tôi. Khi nào mà tôi cần thiết lắm thì tôi cũng sẽ tự xử lý một mình. Mà ai biết được, sau này để thời gian trôi qua thì mới biết được là có cần hay không. Anh hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tâm sự của tôi chỉ đến thế này thôi. Thì có bao nhiêu thì cuộc đời tôi cũng kể cho anh nghe rồi. Thì uống một tôi ly nước thật... đi. Uống một ly nước để mà vì anh bạn anh đi. Tôi với một người bạn mới quen đến thăm bạn. Tôi mời bạn ly nước. Đây tôi để xuống cho bạn đây. Đấy, bạn uống chung với tụi tôi. Để sau này thì không có hối tiếc gì cả, nghe chưa? Tôi sẽ trả thù cho bạn sớm thôi. Bạn cứ yên tâm về nghỉ dưỡng ha. Ok. Uống thôi. Vì quan điếc nha. Rồi. Đi thôi. Tôi về bạn ở đó đi ha. Chừng nào tôi lên thăm tôi bạn tiếp. Thế giờ anh về đâu để tôi chở anh về nè? Tôi đi lại một số chuyện. Chắc anh chở tôi về bệnh viện đi chứ tôi cũng không biết phải đi đâu mà. Có gì thì gọi tới tôi. Anh có đi đâu thì gọi tôi chở ha. Chứ mất công đi taxi tốn tiền. Ok, tất nhiên rồi. Cảm ơn anh nhé. Anh mới về cũng chưa gặp được cũng chưa đổi được tiền đâu ha. Nên đúng rồi. Có gì gọi cho tôi. Chắc tầm khoảng 1-2 ngày nữa tôi sẽ cần đến anh. Và lúc đó tôi sẽ bàn công chuyện của tôi với anh sau. Ok. And that day has come. The boss came back so I got the access to the house. And I had a brand new car. I got some info about the biggest gang in the city. The name was the Lost Childs. They in charge two places. The tattoo shop and the auto body shop. They are after the Long Dragon gang as well, so that makes them my target. Đen đâu á? Có chơi không? Nói chú nè. Hả? Okay. Đồ má đứng á. Mới đứng nào? Đứng nào? Anh em, đây là bạn tôi Béo Nhân. Lô Béo Nhân. Hồi trước nè, cũng cùng anh em đi chinh chiến á. À. Anh từ bên ngay qua. Ảnh tên gì? Igor. Igor. Yeah. Ôi chào anh Igor nhé, em tên là Nhân Béo nhé. Chờ em cho anh cái số điện thoại đi. Em có người dọn kho taxi. Khả năng 1% là cái gì? Dọn kho taxi á. Dọn kho taxi. 1.100 thép. Ở đâu? 3 sắt vụn, 215 cao su, 46 nhựa. Đi lấy đi. Anh dọn kho bán thép đúng không? Hả? Lấy luôn rồi à? Giá bao nhiêu ấy? Anh bán giá bao nhiêu? 30 một thép à? Giờ em trả 50 một thép. 40 mà mày? 60 40 40
30 thôi, nó kêu 30 mà. Thì anh bảo người ta đi, bảo người ta là thôi giám đốc không bán nữa. Giờ trả giá 30 một thép. 1.000. Em cần lắm. 300 thép. 30.000. 300 thép à, 300 thép là 9 mấy ta. Sao bán không? 9.000. Không, từ từ đang bảo 50 xong. Cướp. Lấy không mua đâu. Từ đi qua nha, một đường thôi. Để xem nhé. Lên đi anh bạn ơi. Trời ơi, mày đang bán rồi lại giơ tay nữa. Giờ từ từ là... người ta chưa có người ta. Giơ tay lên. Rồi. À, anh trai muốn cái gì ở tôi nè. Không nhét vào cốt người ta. Trời ơi, nghĩ sao cầm người ta còn nhét người ta vô đó. Đấy. Phải nhét vào cốt chứ. Chết mẹ đau bụng rồi. Chắc cái xe người ta thử coi. Rồi em check cái rồi em nha. Người có súng nè. Ui. Có ngay. Có mì chi. Không. Xác ơi anh kìa. Xác ơi bắt cóc anh kìa. Xác ơi. À tôi đâm anh đấy. Chạy thôi. Đi. Okay. Cứu anh cảnh sát ơi, tụi này bắt cóc tôi nè. Cảnh sát. Chó làm sao điện thoại được hay chưa? Có súng á, có súng nè. Có bột mì. Không, lấy chưa thả, lấy thả, chứ có nhưng mà chở anh ra chỗ nào rồi dừng anh lại nha, để anh chạy xuống nha, có súng á. Không đi xuống chơi cảnh sát luôn. Không, cứ lấy đi, chạy đi. Cứ chạy khuất chỗ nào đi. Chạy chỗ nào đi, diễn chứ. À không. Con đuổi. Chạy luôn rồi. Chạy luôn đi, chạy luôn. Tắt điện, chạy luôn đi, tắt điện, chạy luôn đi. Chạy. Đủ quá, đéo nghe hả? Working on my plans. It is now time to start a war. The lost child is trying to find Long as well. So we're gonna lure them into a trap.
Đây 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 đây. Đi thôi, đi thôi. Đi à? Tưởng qua đây. Không cần đâu, em đọc Missy Bành. Để xin lại 100 mấy cho. Đọc số anh chứ. Nãy rồi. Số anh đi. Anh bảy ơi. Đi đổi gì? Đổi à. Ờ à. Hồi nãy cái thằng kia nó ngó anh em tụi mình. Có không gì? Cùng khoa học giờ hẹn ra. Giờ nó hẹn ra chém lộn nè. Nó hẹn ra chém lộn. Mình là giang hồ hả? Sao mà hẹn ra chém lộn? Tao không có đủ tiền chục hàng. Đừng có nói chuyện nó. Kêu tìm được thì hẳn chơi. Vậy thôi. Bá vô đây mà nút. Hàng chơi được 4 hàng không? Nhưng kêu số lượng giá trí vậy. Gì vậy? Sao hả? Kêu số lượng giá trí. Giờ nó biết quá chỗ này bơm. Nãy là thấy là hai xe và một xe là đầy người kia mà không biết đi để làm gì đâu mà nãy thấy à nhiều khi lên báo bỏ kìa nó kìa nó sao vậy hai xe đâu kìa nó đó 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 cứ chạy từ từ đi nó không dám làm gì đâu cứ chạy từ từ đi nó tìm gốc tra hùng nữa gì nữa. Lên độ cao nhá. Ồ! Sao đi đâu cái gì? Sao đi đâu cái gì? Người nhà có dân có bệnh nan y thông cảm. Người nhà có bệnh nan y. Người nhà bị VNPT. Tìm là góc cao nhờ. Đi đông quá, đi đông. Chạy phải giờ cảnh sát đi, tao gọi cảnh sát ra. Tìm góc cao. Cảnh sát kìa. Tìm góc cao nha. Em binh sẽ lệnh chắc. Em tệ em tải ra nha, tìm lock cho mình chơi nha. Nó đi 4 người lận rồi. Chết rồi em. Nói nó nhảy xong rồi, bay xong rồi. Chơi đó, chơi đó. Được rồi, bình tĩnh rồi.
giết nó luôn đi, giết nó luôn, giết thằng Long luôn đi. Đây đây, thằng Long ấy, thằng Long ấy. Đây này, con thằng này, con thằng này này. Hai da bấm với lại một cái cờ lê. Toàn của người nhà tôi mà tôi cầm bẩu. Thật là bất ngờ. Mấy anh để tụi tôi nói cho mấy anh biết là tụi tôi chỉ đang diễn tập thôi. Ngờ quá. Thật bất ngờ. Tụi tôi thật ra là anh em của nhau. Tụi tôi là đang đóng phim trường các sếp ơi. Phim thật ra nếu anh quay lại cái chỗ bệnh viện hồi nãy là ở trên sẽ có hai cái góc camera quay xuống. Đúng rồi, đúng vậy. Đóng phim mà. Đúng rồi. Cổ đóng phim của tụi tôi đó mấy anh. Ờ. Hình như là anh không đăng ký với cảnh sát. Thì cái bụi đồi Chợ Lớn á bây giờ đang là bị. Đúng vậy, bây giờ hiện tại là bụi đời Chợ Lớn, tụi tôi đang đóng phần 3. Tôi đang đóng gọi là bụi đời Chợ Lớn, đấy. Đúng vậy. Tôi đây. Đúng vậy. Pha đó là pha đó là khi mà mình chém nhau xong là mình gọi là ôm nhau đó. Chém nhau xong không có cảnh sát giả bộ nằm đó xác mình giả đúng bộ nằm anh ơi. Đoàn phim tôi đưa về mà tự nhiên mấy anh đưa nếu về giùm không thấy thì gần đó có hai con xe đang đoàn phim của tôi anh nè kêu mấy anh đóng phim ở đâu rồi tới tôi rồi còn mấy anh sống sót còn mấy anh sống sót cuối cùng á là mấy anh nó yêu tôi. À, đợi xe về một lượt đi. Đây mắc kính đây. À đây tôi đây. Mày tên gì? Tôi tên Igor. Igor, ok. Mày tên gì á? Mày tên Khoa. Khoa. Cái anh đây tụi em còn quay nốt phim nữa. Anh đưa tôi đi đâu á? Bao nhiêu người xem đây nè. Ờ anh ơi, cho tôi hỏi một chút là nay anh thu đồ gì ở trong người không? Hả? Nay anh có bị thu đồ gì ở trong người không? Tôi không biết nữa, anh kiểm tra lại thử. Không, nay lúc anh nằm viện thì anh có bị thu đồ gì không? Tôi nằm viện, tôi có bị thu đồ không? Không, cái lúc anh nằm viện chúng tôi kiểm tra người anh bị lấy mất một món đồ gì không? Tôi không để ý anh ơi, anh kiểm tra lại. Mời quan đây, xuống sức nhận xem từng chỉ từng người nào đi. Tào lao mình có lý do nè chơi hết cái đồn cảnh sát luôn. Dạ, bây giờ mình quẩy cái đồn cảnh sát đi, bây giờ bên tao với bên mày hợp tác với nhau đi, coi như là sau cái vụ này rồi cái căng hợp tác chứ người ta lấy dao của mình thì mình phải lấy lại cái súng của người ta chứ nhỉ. Đúng vậy. Tao sẽ hỗ trợ mày và những cái con đường khác tao cũng có. Idea của mày là như thế nào mày nói tao nghe thử coi. ID của tao hả? Ừ, ID của mày, mày giờ nói tao thử nói ID đây của là mày con, giờ tao nói đây là công an biết á. Hiểu. Đúng không? Hiểu. Tối nay nha, sao tối nay? Sau tối nay tao nói cho. 11 giờ. Ừ, sau đó mày nói với anh Hốt đây. Anh Hốt. Không, bây giờ nhưng mà khoan đã, bây giờ anh Hốt gọi lên bên kia đi. Bảo mình có ý chuột về đó. Thì bao nhiêu có chịu khí đó, người ta ra cái giá bao nhiêu vàng mặt. Không, nó không có cho chuột hết, nó chỉ cho chuột một hai món thôi. Thì chuột cây Machete này với lại cái miễn chai thôi nè. Rồi đợi xíu, cho ta gọi. Rồi thử là được không?
bây giờ nè, và bên cảnh sát không có cho chuột này, hiện tại là ông sếp quay ông cầm hết rồi, ông giữ hết rồi rồi đấy, rồi nhưng okay, mà không từ từ quay từ từ, nhưng mà tao đang gọi là tao đang mua cái tủ của ổng, hiểu không? Bán tức là mua cái số, không mua cái số tủ của ổng thôi. À mình vô nhập bát đúng không anh? Đúng rồi. Hay bán cho anh được khùng cấp dưới nè, mà gan bán cho anh được anh. Vẫn chơi mà. Thế anh mua được không? Thì nó đang đi tìm thông tin rồi, nó sẽ bán sao. Còn cái chuyện mà mình chắc chắn là mình phải làm cái gì đó để mình vô trong đó được, thì mình mới lục được cái tủ của ổng. Đúng rồi. Cho nên là cứ theo cái kế hoạch của thằng này đi, thằng này có kế hoạch gì thì cứ bàn sao đi nhá. Ok. Là mình giữ cái đó cái đồ. Là mình cũng sẽ làm gì đó với cái đồ trong cái thời gian mà lúc là hỗn loạn đó, thì cử một hai người ra mình vô trong đó mình lục tủ. Chắc chắn là đốt đồ. Chắc là đốt đồ thôi, đốt đồ mới vô được. Đốt đồ. Đã đâu không mà trái luôn mình rồi sao? Chứ mình biết bát rồi. Không, quan trọng là tại vì cái cửa ở ngoài nó phải mở cho mình vô cơ. Thì bây giờ em gọi đồng chí Ruby mở được. Cái cục chính nó chưa bao giờ khóa. Bây giờ nè, đi nè. Bây giờ á, cách hay nhất á là câu thằng cứu quả. Thằng cứu quả. Thằng cứu quả là nó chắc chắn đường đường chính chính nó vô trong đó được luôn. Đúng không? Mình chỉ cần mua chuột nó cho mình làm một ngày thôi. Hoặc là mặc đồ giống nó thôi. Mặc đồ giống nó thôi chứ anh làm nó làm sao mà anh làm. Thì nó mặc đồ giống nó thôi. Mặc đồ giống nó xong mình trà trộn chung nó, mình phen với nó là được. Thế nhưng mặc đồ đó vào trong đám lửa là không chết mà đúng không? Không bị ăn khói thôi. À. Thì khả năng thì chỉ cái gì mới vô được đó được, nhưng mà mình phải có kế hoạch rõ ràng để lấy đồ ra. Nhưng mà phải đợi cái số tủ. Cái đợi có số tủ. Ok. Ok, chừng nào tốt tục cho báo. Tối nay tôi sẽ bàn lại cái kế hoạch đó cho Khoa, xong là Khoa nói lại cho anh là anh coi thử như thế nào nha. Rồi anh báo cho. Ok tôi. Nha, ok. Đi, tôi có đơn hàng nhờ cậu chuyển nha. Ở đâu thì tí tôi sẽ báo cậu sau. Ok. Anh Tuấn nha. Cũng mấy hôm rồi nha. Ừ, khá là lâu rồi. Đơn hàng đã hơi về hơi trễ. Được rồi. Nó về là được rồi. Gì đâu. Ok. Ở đâu thì tôi sẽ nhắn địa chỉ, địa điểm để anh đến nhà nhận xe nha. Được. Alo. Cái xe hàng nằm ngoài kho hàng sân bay nha. Kho hàng sân bay. Rồi chuyển, rồi chuyển về khách sạn giúp tôi nha. Ok, tôi qua giờ.
Mở cốp xe ra. Mở cốp xe của mày ra. Em mở rồi, em mở rồi. Ui, quá good. Check đi, check thử đi. Chắc chưa?